Chào mừng các bạn quay trở lại với Range Up. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái câu số 51 các bạn. Phần 1 chúng ta dừng lại câu 50 rồi. Ok, ở phần này chúng ta sẽ cắt cái bánh hamburger thành hai phần các bạn. À, như vậy thì chúng ta sẽ cắt như này rất là dễ luôn. Ok. Ok, những cái câu này mới vô mình đã thấy khá là dễ các bạn. Tiếp theo. Wow, câu 52. À, đây chúng ta có cái áo sạch này các bạn. Vậy thì áo dơ mà bỏ vô máy giặt thì chúng ta sẽ ra áo sạch rồi. Wow, những cái câu này nó hỏi khá là dễ đó các bạn. Câu 53, hãy tìm con vịt đen. Wow. Nếu vậy thì mình sẽ mở nó lên thôi. Wow, đây nè. Dễ mà. Wow, câu 54, hãy tìm những bông hoa hồng. Wow, như vậy thì đây. Đúng là cái này nó dễ quá. Cái game này có những câu cũng khá dễ bạn. Tuy nhiên thì nó cũng cũng mang lại cho mình một số cái kiến thức nhất định đó các bạn. Và này của game này thì nó sẽ mang tính giải trí nhiều hơn. Một chàng trai dễ thương. Câu 55, popcorn này các bạn. Thì chúng ta có 25 cái popcorn, nó cần 15 cái các bạn. Vậy thì nó sẽ rớt xuống đây. Rồi nó nhảy lên đây, chúng ta sẽ kéo cái này xuống các bạn. Khoảng này đi. Vậy mình xuống chút nữa. Vậy mình qua đây chút. Wow. Hơi bị căng đó nha. Wow. Rồi. Ok, miễn sao đủ 15 cái thôi. Wow. Wow, cái này cũng hơi căng á. Tôi ghét bạn. Hai người này ôm nhau thì chắc chắn mình phải kiếm cái từ tôi thương bạn đi. I love you đây nè. Wow, let's go, tôi ghét bạn rồi, tôi lại yêu bạn. Câu 57, trà nè, uống trà nè. Đôi giày thì đá banh nè. Sit Casty thì đi xem popcorn thì đi với vé xem phim các bạn. Và đây là cái băng cassette này. Hồi thời xưa người ta hay dùng cái này nè các bạn, nhưng mà giờ thì hình như không còn nữa. Let's go. Wow, đứa bé khóc, mình nghĩ là mình sẽ tìm mẹ cho đứa bé đó. Đây nè, các bạn thấy cái bình sữa nè. Here we go. Không biết cái game này có bao nhiêu màn luôn nữa. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Câu 59. Rồi, cái này rớt xuống thôi. Cái game Rain-Ups này giống như là Rain-Wash đó các bạn. Cái kiểu chơi nó y như vậy. Mình nghĩ là người ta mua cùng một cái sọt người ta làm nè. Tôi yêu những cô gái xinh đẹp. Quốc gia nào đấy nhỉ? Đây các bạn thấy cái biểu tượng này là của Trung Quốc đó các bạn. Quản lý Tường Thành. Ok, như vậy Trung Quốc là cái này nè. Cấu trúc nữa nè. Trung của. Sáng mệnh đây là dịch như vậy ta, Trung Quốc chứ sao Trung của. Rồi, nó kêu chúng ta hãy cào và thắng nè. Nó kêu mình là chúc mừng may mắn các bạn ơi, chứ không biết có chúc mừng đến lần sau chứ không có quà. Hãy cứu con ấy. Như vậy thì mình boy thôi. Đúng là game này nó mang tính giải trí nhiều hơn là thách thức đó các bạn. Ok, đây là tử tài trên mắt đây. Ở đây mình thấy có một em nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. And đâu rồi, 5 đâu rồi. Cái này không phải. 5. Wow, cái này nó núp hơi kỹ á. Bây giờ mình có cái con sói nè. Cẩn thận, con sói nó sang thịt á. Wow. Vậy được rồi, mình sẽ cho con cừu đi hướng này. Tránh con sói thôi. Yes. Không dễ gì ăn được mình đâu. Let's go. Cái này cũng vậy. Cái này bắn nó rớt xuống đây. Rồi nó dậy qua đây các bạn. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ kéo cái này xuống một chút nè. Thử bắn viên kìa. Wow. Wow. Vậy kéo qua đây hả? Vậy được rồi. Ok. Mình cho cái cây này xuống một chút nữa. Đó, rồi, let's go.
Wow, vừa đủ luôn, vừa đủ 20 luôn. Ôi, nó bởi tuyệt vời. Tôi ước tất cả mọi người đều có nó. Ok, dĩ nhiên rồi, ai cũng phải có nó thôi. Ok, đây là nơi kia mình gắn vô hình nè các bạn. Đây. Ồ, quá dễ luôn. Câu 66. Cái này là có lẽ là như chúng ta vẽ là như vậy. Nên mình sẽ vẽ một cái gì đó để đỡ cái anh chàng này. Đó, chàng ghét cái này. Yes. Chia đầu quả táo, dĩ nhiên mình sẽ cắt từ trên cắt xuống rồi. Let's go. 5248 cũng ok lắm. Câu đố này gắn hình hả? Đây nè. Đó. Khi mình gắn dính thì nó sẽ tự nó chuyển thôi. Mình sẽ gắn mấy cái con này dính với nhau trước cái đã. Rồi đây một em nữa nè. Đó. Rồi, let's go. Thấy cái này cũng khá dễ luôn các bạn. Câu 20 là cái gì ta, tự nhiên hiện cái kiến hả? Thì ra là mình xóa đi. Melissa. Bức tranh Melissa các bạn. Ok. Cái này kéo thôi. Khẩu trang. Cái này là cái giống như là cái khiên á. Thanh kiếm thì đây này. Này chắc chống virus quá. Đây, còn virus đây. Chống Covid-19. Đừng để bom nổ. Bây giờ mình cắt nó đi. Đúng rồi. Yes. Những cái câu này cũng khá là dễ đó các bạn. Câu 73. Bây giờ nó kia mình chỉ được 10 nét cắt mà cắt cái này đó các bạn. Như vậy mình phải cắt làm sao? Một nè. Wow. Hai nét cắt nè. Ok. Ôi. Cái kia. Ok nè. Wow, làm sao đây? Làm sao đứt đây rồi? Yes, đổ vừa còn hai nét cắt nữa thôi. Cũng vừa đủ. Ok, let's go. Đây. Không thể cảnh sát được rồi, không phải là một người ảo thuật rồi. Cũng không phải là bầu vàng này, đây giống như cô dâu các bạn. Đây nè, chú rể đây nè. Có cái bông rồi các bạn. Ok, here we go. Bây giờ mình sẽ có gì đây? Wow, cái này cũng hơi trừu tượng đấy nha. Keyboard. Là keyboard hả? Keyboard. Key nè. Hiểu. Nghe là trong tiếng Anh á, cái từ key nè, cái bảng là paw nè, gọi là thì nó chính là cái keyboard các bạn. Ok. Ra là dùng từ tiếng Anh á, quốc gia nào đây nhỉ? Không phải Mỹ rồi, không phải Ấn Độ rồi, là này hình như là nước Úc các bạn. Đúng rồi, ok. Nó dễ hơi bị sai á. Nhưng mà không sao, nó thì nghe nó đẩy từ từ. Let's go. Wow, những cái game này cũng khá là thú vị các bạn, mặc dù nó không quá khó. Nhưng mà nó cũng giúp cho mình rèn luyện trí não đó các bạn. Ok. Một em nè. Wow, nhưng mà bây giờ nó tìm là nó không có giống màu. Wow, có giống màu nè. Oh my god. Wow. Rồi còn một cái phép thuật nữa, cũng phép thuật đâu. Đâu? 1, 2, 3. Go. Ok. Cũng không quá khó các bạn. Câu 79. Anh ta đang ngủ. Wow. Nên mình xóa các bạn, xóa hết. Như các bạn ngủ thì đừng có để đồng hồ cái bên các bạn. Ok, hôm nay là chủ nhật mà. Ok. Đây mình sẽ cho con này chắc chắn là nó ăn nè. Đây mình phải cần ăn ba cái tái này nè. Lên đây. Kịch. Nó sẽ xuống đây nè. Nó xuống đây nè. Ơi.
Wow, hình như mình chỉ cần ăn đủ 3 trái là đủ à. Vậy làm sao mình đi cho nhanh đây? Đó. Yes. Yes. Wow. Ok, mình cần là mình phải đi ra đây. Ba là đủ hả? Ok. À đây nè. Yes. Ok. À, cái câu này chắc chắn là chúng ta phải sắp cái nào ra cái đó rồi các bạn. Ok, here we go. Ủa, cái này dễ mà sao? Tại sao nó có những câu đố này ha? Giống như là cái pumpkin các bạn. Pumpkin mà là Halloween á. Here we go. Here we go. Khá dễ luôn. Câu 83. Đây lên. Đây, đây, thế nào cái khiên nó cũng nằm đây nè. À, cái này là cái vòng ngoài nè. Cái này là vòng trong nè. Cái này là cái tâm nè. Búp. Là phải có mục tiêu. À, cái này. Cái này nhìn này giống nước Nga đó các bạn. Nước Nga đây là Ấn Độ nè. Cái này là không phải đâu. Nước Nga thì chỉ có cái này thôi. Có những cái cô gái nè. Búp bê các bạn. Ok, đúng rồi. Mới đầu nhìn tưởng đâu là Ấn Độ không á. Wow, đây là một cô gái của chúng ta đây. Một em. Wow. Ui, dấu gì kìa. Ok, những câu này khá là dễ luôn các bạn. À, cái này chia làm hai thì mình chia cũng rất là dễ luôn. À, nước để tưới cây nè. À, tấm cái này sẽ để chụp hình nè. Cũng chỉ dùng để máy may nè. Đây là cái máy may mà giờ ít bạn biết lắm. Đây máy may trong công nghiệp đó các bạn. À, và tiền thì bỏ vô con heo. Here we go. Ok, đây là một cái tên trộm các bạn. Bây giờ làm sao để cứu đây? Bây giờ làm sao để cứu đây? Bây giờ mình sẽ cho cái khúc của cái tên này dài dài chút. Oh, ok, here we go. Cái này y chang như là cái game Rain Wash các bạn. Đây nè, cái hình câu này cũng vậy nè. Hình như là chuyện này mình nhớ không lầm là trong cái bộ một cái bộ phim nào đó mình coi á. Cái cô này rất nhiều đầu, một khi mà thời La Mã đó các bạn. Một khi mà chỉ cần nhìn cô ta là mình sẽ biến thành đá đó. Như vậy có thể là anh này nè. Ok, chính xác luôn các bạn. Hồi xưa mình coi mình thích lắm. Mà cái phim này coi ghê lắm. Ok, chia làm 4 phần. Ok, here we go. Ok, bạn nào có chơi game này đã vượt qua hết tất cả màn chơi game này thì lại comment nhé. Con khỉ đây. Here we go. Rất là dễ luôn. Game này mặc dù dễ nhưng mà nó cũng có một chút cái thử thách đó các bạn. Ok, tìm con bọ 4 chấm ở đây nè. Yes. Khá là dễ đó các bạn. Wow, tìm các vật bên dưới. Here we go. Here we go. Here we go. Cái này là cái mẹo là chúng ta tìm dựa trên màu sắc các bạn. Màu sắc. Ok, còn cái này. Đây. Yes. Ok, ở đây chúng ta chỉ có 20 nét cắt thôi. Chúng ta phải cắt cho hết đây các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt cho nó. Oh. Wow. Yes, nó gớt luôn. Còn cái này không chịu gớt xuống đâu mấy kia chứ. Yes. Oh, bom Pagetti. Tôi đang tập thể dục đây. Quốc gia nào đi nhỉ này là chắc chắn nước Mỹ rồi. Yes, nhìn cái biểu tượng này là nước Mỹ đây các bạn. Ok. 96. À, nói nè, nước Mỹ. Nước Mỹ thì thường gắn liền với thức ăn hamburger các bạn. Nước Ý thì với mì Ý nè các bạn. Và sushi thì với Nhật. Ok, khá là giỏi luôn. À, bây giờ mình cần ăn 3 con cá và mình đi ra ngoài các bạn. Chú. 1 nè. Mình sẽ đi đường này nè. Ồ, 1 2 kịch kịch kịch. Ờ, sao nó dễ vậy ta? Hả? Ủa sao ngồi vậy ta? Sao nó dễ vậy? Những cái này mình thấy cũng chưa có khó lắm á.
ở trong cái game Sherlock á, mình thấy cái những cái màn đó khá là khó luôn các bạn. Wow, bây giờ mình cứu anh chàng này đây thì, ủa cái này tại sao ta, mình gắt cái câu thôi đúng rồi, ủa đâu có sao đâu. Dễ luôn. Ok, bánh popcorn các bạn, popcorn đây, rạp chiếu phim các bạn, thường mình sang bánh popcorn trong rạp chiếu phim đấy. Here we go. Ok, bạn nào đã vượt qua hết hết tất cả các game này các bạn để lại comment nha, bạn rất tuyệt vời. Ủa tự nhiên có con câu này là sao ta. Level 100. Ok. Yes. Ok, như vậy thì hôm nay mình cũng hoàn thành thêm 50 màn chơi của Rainwatch. Oh, xin lỗi, Rain Up các bạn. Bạn nào có chơi này hãy để lại comment nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.